Có những mùa hè đi không bao giờ trở lại. Tiếng ve kêu nặng trĩu cánh phượng hồng. Trang sách cũ mờ xa rồi xa mãi. Khúc nhạc lòng vương nỗi nhớ bâng khuâng. Khi những cánh phượng treo nghiêng rực rỡ một góc trời, cũng là lúc chúng ta phải lưu luyến nói lời chia tay nhau. Khoảnh khắc này đây, trái tim thầy cô dâng trào bao nhiêu cảm xúc. Mừng vui, hạnh phúc vì sự trưởng thành, sự tự tin, sẵn sàng sải bước vào đời của các em. Nhưng cũng thật bồi hồi và xúc động khi nhớ về những kỷ niệm, những năm tháng cùng các em cháy hết mình với ước mơ, hoài bão. Và cũng không khỏi thẳng thốt nghẹn ngào khi nghĩ về những giây phút chia xa. Các em yêu quý, thầy cô còn nhớ như in những ánh mắt ngác ngơ, tò mò, háo hức của các em trong những buổi học đầu tiên trên giảng đường Đại học Đại Nam. Những câu hỏi ngây ngô, những nụ cười rạng rỡ và cả những giọt nước mắt khi các em gặp khó khăn, vấp ngã trong hành trình học tập xa nhà, thiếu vắng bàn tay chăm sóc, yêu thương thường nhật của gia đình, bố mẹ và người thân. Cảm ơn các em vì đã kiên định, vì đã không bỏ cuộc, vì đã nỗ lực hết mình để có được sự trưởng thành như ngày hôm nay. Từ những cô cậu sinh viên còn bỡ ngỡ đến những người trẻ tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng bước vào đời. Đẹp làm sao một thời tuổi trẻ, như ánh trăng diệu vời đêm thu. Tuổi đôi mươi căng tràn nhựa sống, nét thanh xuân thắm thiết trinh nguyên. Thầy cô thật tự hào về những thành tích mà các em đã đạt được trong suốt thời gian qua. Đó không chỉ là những điểm số, những suất học bổng, những tấm giấy khen, mà còn là sự trưởng thành về nhân cách, trí tuệ và kỹ năng. Thầy cô tin rằng các em sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp đó để thành công trên con đường mình đã chọn. Các em thân yêu, hành trình học đại học tuy ngắn ngủi, nhưng thầy cô tin rằng những kiến thức, kỹ năng và giá trị mà các em đã tích lũy được dưới mái trường Đại học Đại Nam sẽ luôn là hành trang vững chắc để các em bước trên con đường phía trước. Dù đi đâu, làm gì, thầy cô tin rằng các em sẽ luôn nhớ về mái trường Đại học Đại Nam yêu dấu, nơi đã tiếp lửa, đã chắp cánh cho những ước mơ của các em. Nơi có những nụ cười và có cả những giọt nước mắt. Nhưng đó chính là những kỷ niệm của một thời thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời. Các em thân yêu, để có được ngày hôm nay, các em đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng phía sau sự thành công đó là bố mẹ, là gia đình. Đó là sự hy sinh, tần tảo, yêu thương và ủng hộ của ông bà, của bố mẹ, anh chị em và người thân của các em. Trường Đại học Đại Nam xin được bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc tới các quý vị phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm những viên ngọc quý của mình cho thầy cô Đại học Đại Nam. Chúng tôi hiểu rằng quyết định gửi gắm những đứa con thân yêu của mình vào Đại học Đại Nam là một quyết định cực kỳ quan trọng, đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng đào tạo và môi trường học tập của nhà trường. Tin tưởng đó chính là động lực to lớn để Đại học Đại Nam không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng môi trường học tập tốt nhất cho các em sinh viên. Mẹ ơi, con đã lớn rồi, giang đôi cánh rộng biển trời con bay. Cha ơi, thôi nhé từ nay,
đỡ đôi gánh nặng đêm ngày cha lo. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị phụ huynh đã luôn tin tưởng và hợp tác với nhà trường trong việc giáo dục và rèn luyện các em. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường là yếu tố quan trọng để các em phát triển toàn diện cả về trí tuệ, đạo đức và kỹ năng sống. Xin quý vị phụ huynh hãy yên tâm rằng Đại học Đại Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trong bước đường tương lai và sẽ nỗ lực không ngừng để xứng đáng với niềm tin mà quý vị phụ huynh đã dành cho nhà trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành một môi trường giáo dục mẫu mực, chất lượng cao, đào tạo ra những thế hệ sinh viên tài năng, có ích cho gia đình và cho xã hội. Hành trình học đại học không chỉ là hành trình của riêng các bạn sinh viên, mà đó còn là hành trình của cả một tập thể thầy cô giáo tâm huyết và tận tụy. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng nghiệp của chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ nhau trong suốt những năm tháng qua. Những giờ giảng trên lớp, những buổi nghiên cứu khoa học, những hoạt động ngoại khóa sôi nổi, tất cả đã tạo nên một Đại học Đại Nam đầy ắp kỷ niệm và tình thân. Chia tay nhé rồi mai ta gặp lại, mái trường ơi thánh thót tiếng thầy cô. Xa rồi nhé tươi xanh bên hàng phượng, tạm biệt mái trường nhớ mãi tuổi đôi mươi. Các em thân yêu, hành trình đại học tuy đã khép lại, nhưng hành trình phía trước còn nhiều thách thức, cũng như cơ hội đang chờ đón chúng ta. Dù đi đâu, làm gì, hãy luôn nhớ rằng mái trường Đại học Đại Nam luôn mở rộng vòng tay chào đón các em trở về. Bất cứ khi nào các em gặp khó khăn, cần sự sẻ chia hay hỗ trợ hay học thêm lên nữa, đừng ngại ngần, hãy tìm về với thầy cô, với mái trường thân yêu này. Dù các em đi đâu, làm gì, hãy luôn giữ vững niềm tin, khát vọng và lòng nhiệt huyết của sinh viên Đại học Đại Nam. Hãy luôn là điểm tựa vững chắc cho gia đình, là người có ích cho xã hội, cho đất nước. Thầy cô tin rằng các em sẽ làm được thật tốt những điều đó. Chia xa nhưng vẫn luôn hẹn ngày gặp lại. Chúc các tân cử nhân, tân dược sĩ, tân kỹ sư trên chặng đường phía trước sẽ tiếp tục phát triển bản thân, xây dựng cuộc sống riêng và đặc biệt đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta luôn là một phần của Đại học Đại Nam. Thầy cô và nhà trường luôn tự hào về các em, dõi theo các em trên mọi nẻo đường. Đại học Đại Nam thân yêu luôn chào đón các em trở về trong những ngày hội trường, hội khóa và đặc biệt là ở những bậc học cao hơn. Xin một lần nữa được tạm biệt các em.